Mỹ Ngân bị 300 đoàn phim từ chối hợp sát thành đàn nữ nổi tiếng số một đóng phim nào cũng gây sốt. Mỹ Ngân này đã có sự nghiệp đáng ngưỡng mộ sau vô số lần bị từ chối ở các buổi thử vai. Là một gương mặt đã quá quen thuộc với các khán giả yêu thích phim truyền hình Hàn. Sau hơn 15 năm làm nghề, Lee Si Jang đã có cho mình một chỗ đứng riêng, thành công xây dựng hình tượng đàn nữ số một màn ảnh. Ít ai biết được rằng, trong quá khứ, Si Jang từng sống chất vật, loay hoay với ước mơ diễn viên của mình khi bị bố mẹ phản đối kịch liệt. Đến khi lớn lên, gia đình yêu cầu cô phải hoàn thành chương trình đại học rồi mới được theo đuổi ước mơ. Bà mẹ Si Jang cho rằng, từ kéo dài thời gian và hướng Si Jang theo một con đường khác. Dù bị ngăn cản, thế nhưng chưa bao giờ Si Jang lại từ bỏ ước mơ. Tốt nghiệp ngành thiết kế quần áo nhưng cô vẫn nuôi ước mơ được diễn xuất. Trong suốt 5 năm, Lee Si Jang kiên trì đi thử vai, kể cả phim lẫn các dự án quảng cáo. Thế nhưng đất lại quốc toàn lại được tay lắc đầu. Lúc ấy, Si Jang chỉ ngoài 20 nhưng cô đã thất bại khoảng 300 lần trong các buổi casting mà lý do ngoại hình quá giả. Thậm chí, nhiều người chế giễu cô thay vì tìm cơ hội diễn xuất thì cô nương về nhà lấy chồng và sinh con. Lee Si Jang bắt đầu sự nghiệp với các vai diễn phụ. Năm 2009, Si Jang bất ngờ hụt sáng khi chỉ tham gia vài tập trong Vườn Sao Băng. Cô vào vai Oh Min Ji, bạn thân của Geum Jin Ji. Sau khi Vườn Sao Băng công chiếu, Si Jang trở thành hữu phụ bị ghét nhất màn ảnh Hàn khi ấy. Vốn yêu thích bộ môn quyền anh, Si Jang chính thức theo đuổi nó từ năm 2010 và đã trở thành một vận động viên chuyên nghiệp. Vì thế, Lee Si Jang luôn duy trì được thể hình xuất sắc, cơ bắp và sáu múi hoàn hảo. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp ngọt ngào, nhưng Lee Si Jang lại sớm quyết định theo đuổi con đường đóng phim hành động. 15 năm theo nghề, Lee Si Jang đã có hơn 30 bộ phim điện ảnh và truyền hình. Các phim của Lee Si Jang đóng thường là thể loại phim hành động, kinh dị kịch tính. Lee Si Jang đã thực sự tỏa sáng từ những năm đầu ra mắt với liên tiếp các giải thưởng ở cả bảng điện ảnh, truyền hình lẫn chương trình tạp chí truyền hình. Lee Si Jang tham gia vào nhiều chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng tại Hàn như We Got My Right Here Be Together, Running Man, Let Every Dinner Together, Young as a Fever, Immortal Song, Sing in the Reason, Let It Go, Man Suzo, Where Is My Home. Mới đây nhất, cô tham gia chương trình truyền hình thực tế giải thưởng có tên Zombie Verse, một sức sống thỏ về zombie đầu tiên của Hàn Quốc với ý tưởng hiện thực hóa ngày tận thế khi đại dịch zombie bùng phát, người chơi phải đối mặt với gạo quân zombie nguy hiểm. Sở hữu khuôn mặt khả ái, thân hình săn chắc, nóng bỏng, cùng diễn xuất tinh tế, Lee Si Jang được mệnh danh là đàn nữ số 1 của Hàn Quốc. Không chỉ thế, thân hình cơ bắp tạm vỡ của nữ diễn viên Lee Si Jang từng khiến mạng xã hội Hàn Quốc dậy sóng. Người hâm mộ nhận xét mỹ nhân Vườn Sao Băng sở hữu hình thể đẳng cấp Hollywood.